Đêm ngày 19 tháng 5 năm 2024, tổ công tác của các đơn vị Phòng Cảnh sát Giao thông, Phòng Cảnh sát Kinh tế và Môi trường Công an tỉnh phối hợp với Công an huyện Văn Giang bắt quả tang hai phương tiện khai thác cát trái phép trên tuyến sông Hồng. Hồi 21 giờ 45 phút ngày 19 tháng 5, trên tuyến sông Hồng thuộc khu vực giữa sông Bãi Kè Phi Liệt, địa bàn huyện Văn Giang, tổ công tác kiểm tra bắt giữ hai phương tiện tàu thủy vỏ bê tông cốt thép không có số đăng ký, đang có hoạt động sử dụng hệ thống máy và ống hút trên tàu để hút cát và nước từ lòng sông Hồng và bơm lên khoang chứa của hai phương tiện tàu thủy có vỏ sắt số hiệu ND3861 do anh Trần Đức Cương làm chủ tàu điều khiển và tàu mang số hiệu ND3593 do anh Trần Thọ Giao sinh năm 1991 cùng ở Xuân Trung, Xuân Trường, tỉnh Nam Định điều khiển. Tại thời điểm kiểm tra, hai tàu đã có biểu hiện chạy trốn và bơm cát từ trong khoang tàu ra sông nhằm tiêu hủy chứng cứ. Bằng công tác nghiệp vụ, trinh sát, truy đuổi, lực lượng đã bắt giữ được các phương tiện vi phạm khai thác cát trái phép. Qua kiểm tra sơ bộ, trên hai tàu, trữ lượng đã khai thác khoảng gần 1.000 mét khối. Theo chủ tàu Trần Đức Cương cho biết, khoang tàu có sức chứa khoảng 800 khối, nếu hút cát chót lọt trong khoảng 2 tiếng là đầy và sẽ mang về Nam Định tiêu thụ, mỗi tàu được trên 140 triệu đồng. Cháu hút từ lúc 9 giờ. Đến 9 rưỡi gần 10 giờ. Được bao? Được chắc tầm hơn 200 khối. Cháu hút mỏ trong mỏ Phi Liệt, không có mỏ nào để cấp cát cho mình hoạt động. Rất là khó khăn. Biết ạ, cháu nắm được nhưng mà rồi không có chỗ nào nữa là bắt buộc phải lấy ở đây. Ngay sau khi phát hiện hoạt động khai thác cát trái phép, lực lượng chức năng đã yêu cầu chấm dứt ngay hoạt động khai thác cát, giữ nguyên vị trí hiện trạng phương tiện và tiến hành lập biên bản vụ việc, lập biên bản tạm giữ phương tiện, tiếp tục xác minh, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.